Bữa nay là nhà bữa nay là bữa nay sáng nhân sáng sáng Chủ nhật, ngày ngày mấy Ngày ngày bảy. ngày 16, ngày 17 tháng 9, sáng nhân Hạnh với mẹ đang ăn ăn mì. Ngày mới thứ hai là ngày đầu tiên của Spring Project bắt đầu 2017. Hạnh nói gì Hạnh? Có khoái không? Khoái học thôi. Ủa? Hồi nãy em Hạnh nói á, lúc hồi nãy á, trước khi ba quay phim á, hồi nãy trước khi quay phim á, em Hạnh á, ngồi xuống ngồi đó kìa, Hạnh trước nói khi đi, ba Hạnh em nói, Hạnh nói Hạnh nói đi, em mãi Hạnh nói, Hạnh nói, Hạnh cứ nói, để em Hạnh nói, để Hạnh có thích học violin không Hạnh? Mốt là mốt đổi sang cello nghe. Không chịu rồi, ok rồi gì nữa rồi. Hạnh nói hết xong chưa? Hạnh thích chơi Không violin nhầm, hả? Hạnh nói xong chưa? Sao ngày mơ là mình đầu tiên ở học ở CSUS á, Hạnh khoái không? Khoái không? Khoái, ok rồi. Hạnh nói xong chưa? Rồi giờ tới nhận Hạnh nói, nói đi. Nhận khoái không? Nhận khoái không? Em hồi nãy em Hạnh nói Không. Hạnh cho Hạnh khoái chơi violin, giờ thì ra lỗi gì? À? Con nói Từ đầu đến cuối hả? Ok. 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 Rồi còn nói gì nữa không? Rồi Nhân nói gì Nhân? Con có khoái không? Rồi ok. Rồi vậy là hai đứa khoái. Hả? Thấy mình được may mắn không? À, chắc không? Nói thiệt lòng ha. Nói thiệt lòng ha. Ok rồi, thôi bye ha.